mình là một lần đẹp cả năm. Da chị là nó bị nhăn này, nó không có đều màu da, hai vùng thái dương bị hóp nhiều, vùng mắt chị cũng bị nhăn nữa. Có cách nào để giải quyết được không bác? Vùng nếp nhăn đi ở vùng gò má này, xong rồi những cái vùng ở quanh miệng của chị rồi là vùng nhăn mắt nhiều, trên trán nữa, và ở trên trán của chị cũng có cái vùng rãnh nữa. Ở người da hai bên thái dương chị được có hóp hay là cho gương mặt của mình do bị lão hóa nhiều rồi. Vì vậy thì mình sẽ điều trị da bằng công nghệ Thermalift. Để sử dụng hai công nghệ dưới trên cho mình luôn là công nghệ Therma sẽ dậy đi phần mặt cho mình, rồi là sử dụng cây sóng RF nó sẽ làm nâng cơ, săn cơ phân da hơn, tăng sinh collagen nhiều cho mình hơn, làm bị giảm bớt nếp nhăn hơn và trẻ hóa hơn, kèm theo cảm mình đưa tinh chất khô da và những cái vùng chị thiếu, ví dụ thái dương thiếu mình đưa HA cũng tinh khiết hơn. Cái công nghệ đó chị thấy nó lạ quá bác ha. Công nghệ này là công nghệ mới nhất của Vinamilk Thanh Long, cái tên là Thermalift, thì mình sẽ sử dụng được liền luôn hai công nghệ trong cùng một lúc và chị gần như không cần phải nghỉ dưỡng gì cả. Mà mình làm như vậy thì mất bao lâu bác? Không có đau không? Làm công nghệ Thermalift thì sẽ làm trong khoảng từ 1.5 đến 2 tiếng, da này gần như là không có đau, nó chỉ chấm nhẹ thôi. Mình làm cái này thì bao lâu là mình làm lại? Bác sĩ vẫn khuyên chị hàng năm nếu như được cố gắng chị làm lại liệu trình này, còn nếu không nhiều chị là từ 2 đến 3 năm nó vẫn ok lắm chị. À vậy hả bác, vậy cũng tốt quá ha. Vậy là thôi tiết kiệm thời gian cho mình là một lần đẹp cả năm. Bác tư vấn là chị cũng yên tâm. Dạ. Để chị đăng ký chị làm thử. Dạ, làm liền hả chị? Làm luôn để cho cái da nó đẹp, nó giảm nhanh. Làm sớm đẹp sớm hả chị?